Bổng ma vạn thịnh phát trở lại ám ảnh Quốc Cường Gia Lai. C03 đang xem xét dự án Phước Kiển có liên quan đến vạn thịnh phát hay không, một thông tin gây chấn động được tiết lộ bởi bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, tại phiên họp cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 24 tháng 6, tức là mới đây thôi. Thưa anh chị, công ty cổ phần đầu tư Quốc Cường Gia Lai đã tranh chấp đối với đối tác Sunny Island tại dự án Phước Kiển 91,6 hectare huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh trong 6 năm rồi. Đây là mối quan tâm lớn nhất của cổ đông tại nhiều kỳ đại hội cổ đông thường niên liên tiếp. Quốc Cường Gia Lai đã nhận 2.882 tỷ đồng từ Sunny Island và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ bồi thường phần diện tích 64,8 hectare của dự án cho đối tác. Vụ tranh chấp giữa Quốc Cường Gia Lai và Sunny tại dự án Phước Kiển đã có tín hiệu tích cực hơn vào tháng 5 vừa qua, khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam có phán quyết Quốc Cường Gia Lai đã chấm dứt hợp đồng đúng theo quy trình và Sunny buộc phải hoàn trả toàn bộ hồ sơ dự án đã nhận trước đó. Quốc Cường đã nhận của Sunny 2.882 tỷ đồng và nếu vi phạm hợp đồng, Quốc Cường phải trả lại toàn bộ số tiền này cộng thêm 50%, tương đương với 1.441 tỷ đồng, tổng cộng trên 4.300 tỷ đồng. VIAC đã ra phán quyết Quốc Cường đúng và theo đó Quốc Cường chỉ cần trả lại Sunny 50%, tức là 1.441 tỷ đồng. Tuy nhiên, phán quyết của trọng tài cần 60 ngày mới có hiệu lực, bao gồm Sunny không kháng cáo. Quốc Cường Gia Lai cũng thông tin rằng Sunny đã giao hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích khoảng 65 hectare tại dự án Phước Kiển cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, các anh chị nghe tên SCB là quen hay không, mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của Quốc Cường Gia Lai. Sunny đã giữ toàn bộ số đỏ của 65 hectare và đến bây giờ không biết để đâu. Trong hồ sơ gửi trọng tài, họ nói họ đã gửi SCB. Chúng tôi đã đến SCB để hỏi và SCB chưa trả lời. Điều này làm chúng tôi ú tim, bởi khi trọng tài phán quyết rồi nhưng không có sổ đỏ thì mình phải làm sao? May mắn là chúng tôi được thông tin hồ sơ dự án đã được giữ tại cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03. C03 đã mời Quốc Cường Gia Lai đến đối chiếu hồ sơ. Rất may hồ sơ không thừa, không thiếu, không mất. C03 phải điều tra dòng tiền 2.882 tỷ đó của ai? Ai có dính dáng gì đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát không? Nếu dính dáng, C03 sẽ trình và ra quyết định phải trả là bao nhiêu tiền? Đến bây giờ chưa có câu trả lời chính thức. Bà Nguyễn Thị Dương Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, thông tin đến cổ đông tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2023. Quốc Cường Gia Lai có kế hoạch bán các dự án nhà máy thủy điện để trả tiền cho Sunny. Theo lý giải của bà Loan, hiện nay vốn vay của Quốc Cường Gia Lai rất hạn chế và tình hình huy động vốn bên ngoài cũng rất khó khăn. Theo đó, công ty phải bán những gì có thể bán được, đảm bảo có lãi hoặc quỳ vốn hoặc không bị lỗ. Bà Long cho biết chỉ có hai phương án: hoặc bán rẻ dự án còn 50% so với giá mua vào, hoặc bán thủy điện với giá không lỗ. May mà mình có thủy điện để bán, nếu chung vào bất động sản hết thì bây giờ không biết lấy tiền đâu để trả cho Sunny Island. Còn mời đối tác đâu phải dễ, họ phải xem vốn tự có của mình, đâu phải tay không mà kêu người ta tới với mình. Theo ý kiến của một cổ đông, phán quyết vừa rồi của VIAC có lợi cho Quốc Cường Gia Lai, nhưng các bước tiếp theo tại dự án không phải đơn giản. Công ty cần có lộ trình rõ ràng để cổ đông theo dõi và phải giải quyết cho bằng được. Bà Loan cho biết pháp lý là vấn đề của cả nước chứ không phải của riêng doanh nghiệp bất động sản nào. Bản thân lãnh đạo công ty cũng không muốn, nhưng bây giờ lực bất tòng tâm. Mình làm sao mặc áo cho qua khỏi đầu, mình sống phải tôn trọng pháp luật. Nếu được, cổ đông có thể giúp tôi một dự án nào đó ở trong thành phố Hồ Chí Minh trong 3 năm mà gỡ được pháp lý. Đây là câu hỏi trăn trở của cổ đông, của cả hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai và nặng nề nhất là của bản thân tôi. Tôi cũng muốn về hưu rồi, tôi cũng muốn gỡ pháp lý dự án này để các cổ đông theo cùng tôi, cùng công ty bao năm qua phải được đền đáp lại. Việc gì đấu tranh có lợi cho công ty chúng tôi đã làm hết sức. Ví dụ điển hình là vụ Sunny, có ai dám đứng ra đấu tranh với một đối tác mạnh như vậy ở thành phố Hồ Chí Minh này không? Tôi đã liều mình đấu tranh, bây giờ chúng ta đã giành được rồi. Cổ đông yêu cầu tôi phải trả lời dứt khoát chừng nào tháo gỡ được dự án hoặc phương hướng. Tôi xin thưa là tôi không làm được, tôi không trả lời được. Bởi pháp lý hiện nay đã bị tắt, không phải do tôi. Hàng trăm dự án nhà ở không có đủ điều kiện chấp nhận chủ trương đầu tư, không phải riêng mình. Có 117 dự án thì đã dướng hết 115 dự án. Trong đó có 62 dự án không có đất mà theo nghị định 71 luật nhà ở trước đây, không có đất vẫn làm được. Cũng theo chia sẻ Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, cổ đông theo công ty nhiều năm mà chưa hưởng được gì.
là một nỗi đau của ban giám đốc công ty. Chúng tôi cũng đau đầu lắm, tôi đã cố gắng hết sức. Các cổ đông phải hiểu và ghi nhận thành quả của tôi và công ty. Bây giờ tôi làm khác hơn. Vậy ai làm được không mà bảo tôi phải làm? Đây là bối cảnh do chính sách của quốc gia, không phải cá nhân tôi. Do tôi bất tài hoặc do đội ngũ Quốc Cường Gia Lai bất tài. Tôi mong cổ đông góp ý những gì chúng tôi có thể làm được. Còn nếu hỏi những câu tôi hỏi không thể trả lời được, tôi xin không phép trả lời. Thì tôi xin được phép không trả lời. Bà Loan nói như vậy. Vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục phức tạp và liên đới đến dự án của nhiều đại gia bất động sản khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các anh chị những thông tin thú vị về người đàn bà mang tên Trương Mỹ Lan và công ty Vạn Thịnh Phát, cùng với những mối quan hệ kỳ lạ của nó về dòng tiền. Xin cảm ơn các anh chị.